Em đi hát cũng hơn 10 năm rồi chị Kỳ. Thì cũng đã trải qua những thăng trầm con đường nghề nghiệp của mình. Thì cũng có những lúc mình được người ta rất là săn đón, nhưng mà cũng có những lúc mà khi mà tên tuổi của mình nó cũng lắng chút xíu thì mọi người sẽ đối xử với mình cách khác. Có rất là nhiều những cái chuyện nó xảy ra thì nó làm cho không phải cái lửa nghề của mình mất đi, nhưng mà cái sự tự tin cũng như cái hoài nghi trong cái lòng mình nó càng ngày nó càng lớn, là không biết ở ngoài kia có còn ai muốn nghe mình nữa hay không.